Rất là bất ngờ và xúc động. Trong khi tôi đã dâng lễ cầu nguyện cho cha Pedro, và trong khi tôi dâng lễ thì tôi cũng cảm nhận được cái tình yêu thương của cha Pedro đối với những anh chị em bị bệnh ung thư. Và tôi đã khóc rất nhiều lúc đang dâng lễ. Và tôi hôm nay tôi đến đây để chia buồn với Tăng Gia cùng Tăng Quyến, cùng chia buồn với những bệnh nhân ung thư ở đây là những người con của cha Pedro. Tôi xin Chúa giàu lòng thương xót đón nhận cha Pedro vào Kim Quốc, vào lòng của Ngài. Và tôi cũng tin tưởng rằng Chúa đã tha thứ cho cha, và Tòa Thánh đã tha thứ cho cha. Giờ đây xin anh chị em cùng hợp ý đọc kinh cầu nguyện cho cha Pedro. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, cầu xin Chúa Thánh Thần người thương ban yêu hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đám ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương mê tâm cô con ngày đêm, luôn thân xa cùng chẳng làm ơn tiếng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chúa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà mừng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà mừng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu
kính mừng Maria, đầy ơn công đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con là bà luôn phúc lạ. Thánh Maria, đức mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội như này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép ban vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống khai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu hạn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đánh trên cây thánh giá, chết mà tàn xa xuống một cổ tông, ngày thứ ba bởi trăm kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự lên hữu Đức Chúa Cha phép phát vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này, các thánh công công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin thẳng sống vậy. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn cha đi đường lên chốn nghỉ ngơi. Hàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lang đuổi về vô cùng. Amen. Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau, con đời trong Chúa nhầm lời. Lạy Chúa, xin cho linh hồn linh mục Phêrô được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng cảm thu chiếu soi trên linh hồn Phêrô. Chúng con trông cậy ra thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin che chở cho mọi lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng trên miền vinh sáng lang. Chúa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lời cho thanh ca tìm đến Chúa Giêsu. Cầu xót chúng con. Lời cho tìm vật thanh gửi tình cho thánh Đức Bà Maria. Cầu xót chúng con. Lời ông thánh Giuse là bạn thánh dành Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Cầu xót chúng con. Linh linh cha cả con cả thánh thần. Cha tin tưởng rằng là lòng thương xót Chúa đã đón nhận cha Phêrô, bởi vì lý do là cha Phêrô đã yêu thương các bệnh nhân như thế nào thì Thiên Chúa cũng yêu thương cha như vậy. Là bụi đất, nay con trở về.